Học tiếng Anh cùng bạn. Hi, xin chào các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái lesson, bây giờ sang lesson 10, lesson 10, phần số 10. Chúng ta đã học về cái Oceania, Brazil, England, France, Italy, Japan, Spain, and the United States. Rồi chúng ta đã học where are you from, có nghĩa là bạn ở đâu đến, đúng không ạ? Bạn ở đâu đến? Hay là nơi nào là bạn đến? Đấy, tức là where are you from, tức là bạn đến từ đất nước nào? Ta có thể dịch như vậy. Thì ta đã học về cái he, she, it và her, đúng không ạ? Thì chúng ta đã có đây. Và chúng ta sẽ ghi nhớ với nhau là cái cấu trúc của câu hỏi. Trong tiếng Anh nó sẽ có WH cộng to be cộng với một cái tần từ. Và bây giờ nó có thêm một cái đuôi đằng sau nữa để bổ sung ý nghĩa. Quyết định ý nghĩa, thêm ý nghĩa. Đúng không? Còn nếu như không có đuôi này thì nó chỉ có where are you thôi. Where are you thì có nghĩa là bạn đang ở đâu thôi. Cái là mày đang đâu đấy, mày đang ở đâu. Đấy. Là where are you, còn where are you from là mày ở đâu đến đây. Đấy, kiểu như thế. Nó bổ sung và thay đổi ý nghĩa của câu. Đấy. Nó có một cái đuôi đằng sau. Đấy, thì ta học được cái bài trước. Thì con bài này bây giờ nó sẽ luyện nói và luyện nghe, luyện đọc với nhau. Luyện đọc, luyện nghe với nhau. Ở đây là where are you from Sandra? Sandra nhỉ. Where are you from Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo. Ok, ở đây đọc sẽ dịch cho các bạn luôn. Where are you from? Mày đến từ đâu con Sandra kia? Dịch thì buồn áo quá nhỉ? Thôi mình xin lại. Bạn đến từ đâu Sandra? Tôi đến từ Tây Ban Nha. Spain là Tây Ban Nha. Đúng rồi, ta mới học rồi, bài trước rồi. Thế where are you from? Tức là bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Nhật Bản. I'm from Japan. Đến từ Tokyo. From Tokyo. Rồi. Thì ta học từ from Tokyo. Bây giờ ta sẽ học từ from. Tokyo là thủ đô của... Tokyo chính là thủ đô của Nhật Bản các bạn nhé. Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ sang là phần từ mới. Ta sẽ học từ from. Từ from là một giới từ, nó mang nghĩa là từ đâu đến. Đấy, từ chỗ nào đến đây. Đấy, là một giới từ. Ta nên là từ chỗ nào đến đây. From nó là một giới từ. Là mày từ đâu đến đây? Ta học về cái giới từ. From là một giới từ. Giới từ này có nghĩa là từ đâu đến đây? Từ điểm nào đến? Đấy. Từ đâu đến? Từ chỗ này đến chỗ kia là from. Các bạn nhìn thấy từ from này rất nhiều ở cái phong bì thư. Ở cái phong bì thư. Các bạn nhìn thấy cái phong bì thư chưa? Cái phong bì thư mà đi mừng đám cưới hay là ấy là thường có phong bì thư đấy. Cái phong bì đấy để đựng tiền đấy. From tức là từ ai gửi đấy, tiền này là của ai gửi đây, từ thì bạn ghi vào. Ví dụ là Lê Văn Lộc đấy, chúc mừng hai bạn hạnh phúc đấy, ví dụ thế. Thì ta sẽ nhìn thấy có từ from này, từ. Thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta đọc xong, dịch xong và luyện nghe xong lại nói lại đấy, luyện nghe xong lại nói lại. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau luyện nghe nhá. Tape script 2.2. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan. From Tokyo. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan. From Tokyo. Tape script 2.3. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. Ok, 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 các bạn ơi. Cái phần này là phần his name Hiro và phần he's from Japan, đúng không? Thì vừa nãy mình cứ để mặc kệ cho các bạn nghe à, vì cái kiến thức này mình đã dạy cho các bạn rồi, để mặc kệ cho các bạn nghe để các bạn có một cái tái hiện kiến thức, đúng không ạ? Thì cái his name là mình đã nói rồi, his là gì? Của anh ấy, đúng không ạ? Mình nói his là của anh ấy, còn her là của cô ấy. Thì người ta biết name là tên, đúng không ạ? Name là tên, ta học trong cái từ my name. Đây, ta học trong cái bài trước là my name, học từ cái bài đầu tiên, đúng không ạ? Đấy,
học từ là what's your name thì tạm thời là my name, đúng không ạ? What's your name này thì my name là tên của tôi, nhưng bây giờ muốn nói tên của anh ấy, tên của chị ấy thì ta nói là his name và her name. Ta nói his name và her name. Her name, his name, her name. Thì là tên của anh ấy hay là tên của chị ấy, đúng chưa? Tên của anh ấy, tên của chị ấy. Và she's from Spain và he's from Spain. Thì ta có biết là he's và she là đi với to be is, đúng không ạ? To be is. Ta có 3 to be, động từ to be, đúng không ạ? Ta có 3 cái động từ to be. Ta có 3 cái động từ to be thì mình đã chỉ cho các bạn rồi, đúng không ạ? Chúng ta nó có nói với các bạn từ đầu rồi, đúng không? Ta có 3 động từ to be. Động từ to be thứ nhất là, động từ nhất là am. Am thì luôn luôn cộng với chủ ngữ là am, luôn luôn cộng với chủ ngữ là I, đúng không ạ? I là ai, tức là tôi, đúng không ạ? Còn a là đi với chủ ngữ you. Ta thường thấy là đi với you rồi. Nó là chủ ngữ you. À, ta biết là you là số nhiều, có lúc là số nhiều, lúc là số ít, nhưng mà you are, are you, đúng không? Thì ta có, bây giờ ta có is là đi với chủ ngữ số ít, tức là chỉ một người thôi. Đấy, thì bây giờ sẽ có is cộng với he, he và she, he, she. He là she thì chúng ta sẽ đi với is. À, ta có your name hay là my name, à, cũng là đi với is, đúng không? Ta có my name, à, của tôi, my name. My name cũng đi với is, đúng không ạ? Hay là your name, hay là your name, đúng không ạ? What is your name? What is your name, đúng không ạ? What is your name, đúng không ạ? Ta đã hỏi như vậy. What is your name, đúng không ạ? Tức là số ít, tức là chủ ngữ mà số ít. Và ta có it, đúng không ạ? Bài trước ta học là có it. Thì ta lại nhìn vào trong cái bài khóa này, lại có his name, lại có phải s. Thì phải s chính là viết tắt của từ is thôi, đúng không ạ? Có is thôi. Thì his name chính là is, đúng không? His name chính là is. Đấy. Thế thì his name cũng đi với y. Vậy là trong bài này chúng ta học thêm một kiến thức nữa. His name cũng đi với y bởi vì là nó chỉ số ít thôi. Chỉ số ít thôi. His name. His name hay là her name. Đúng không? Her name. Her name. Tại vì sao thế? Tại vì sao ít lại đi nhiều với lại cái chủ ngữ nhiều, nhiều loại chủ ngữ như vậy? Tại sao cái từ y này đi nhiều loại chủ ngữ này? Bởi vì từ y này là nó đi với tất cả các chủ ngữ là số ít, tức là 1, tức là nhỏ hơn 2 đấy. Tức là 1. Tức là 1. Số ít tức là 1. Đối với tiếng Anh số ít tức là 1, chứ chỉ có 1 thôi. Chủ ngữ nó chỉ có 1 thôi, nói về một người, một cái tên, một cái gì cũng là 1. Thì là số ít là như vậy. Đấy. Thì chúng ta nhớ vậy, nhớ lại kiến thức. Thì còn cái a này đi với chủ ngữ số nhiều. Đi với số nhiều. Tức là lớn hơn 2, lớn hơn hoặc bằng 2. Lớn hơn hoặc bằng 2. Lớn hơn hoặc bằng 2. Đi với chủ ngữ số nhiều. Còn cái I và am bất di bất dịch, đúng không ạ? Bất di bất dịch, nó đi với nhau như vợ chồng mà không ai tách biệt đâu được. Đấy thì đã chia sẻ với các bạn lại một lần nữa, ôn lại các bạn kiến thức. Thì cái video này sẽ kết thúc ở đây. Với một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc, bởi vì bài này yêu cầu chúng ta đọc, đúng không ạ? Thì Lộc sẽ đọc chậm và các bạn sẽ đọc theo. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. Okay, bây giờ mình sẽ mở bài khóa cho bạn nghe nhé. Tape script 2.2. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo. Tape script 2.3. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. Tape script 2.2. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo. Where are you from, Sandra? I'm from Spain. Where are you from? I'm from Japan, from Tokyo.
Tape script 2.3. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain. His name's Hiro. He's from Japan. Her name's Sandra. She's from Spain.